Thưa quý vị và các bạn, sau khi trúng thầu gói thầu số 01 dự án đường Tân Phúc - Võng Phan đoạn qua địa bàn hai huyện Tiên Lữ và Phù Cử, sau 10 ngày trúng thầu, công ty cổ phần Lizen đã triển khai 4 mũi thi công đồng thời, phấn đấu hoàn thành dự án trước ít nhất 3 tháng theo hợp đồng. Tổng chiều dài của gói thầu là 12 km với giá trị hợp đồng là gần 2.050 tỷ đồng, trong đó công ty cổ phần Lizen đảm nhận giải ngân 845 tỷ đồng, chiếm trên 41% tổng giá trị gói thầu xây dựng nói trên. Công ty đã bắt tay vào thi công xây lắp gói thầu số 1 công trình đường Tân Phúc - Võng Phan ngay sau khi có mặt bằng để triển khai dự án. Tranh thủ cái thời tiết thuận lợi này thì chúng tôi quyết tâm là đưa dự án về đích là trước 3 tháng. Thì để mà chúng tôi là đạt được mục tiêu đấy thì cũng là cái công tác giải phóng mặt bằng cực kỳ quan trọng. Thì các cấp chính quyền là tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục để mà đẩy nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thật sạch cho chúng tôi đẩy nhanh tiến độ. Để đảm bảo tiến độ, đơn vị đã chủ động thuê ruộng, làm 3 lối vào ở các điểm công trình để triển khai dự án. Hiện nhà thầu đã nhận bàn giao mặt bằng là 7 trên 12 km nhánh chính và 1,2 km nhánh phụ nối cầu La Tiến. Theo đó, nhà thầu đã bố trí 4 mũi thi công với lượng máy công trình tối đa nhằm săn lấp khi ruộng được đổ ải trong tháng tới. Đường Tân Phúc - Võng Phan, giao DT387, tổng chiều dài khoảng 28 km, được thực hiện trên địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện là Ân Thi, Phù Cử và Tiên Lữ. Được biết, thời gian hoàn thành hợp đồng xây lắp của dự án cuối năm 2025.